Tôi đi lạnh. Tự nhiên giờ nói không được. Ừ, giờ không kể được. Thì cái gì đông kịch thế. Không được, khó lắm. Nãy kể thì chị nghe. Nè nè, giờ chị bắt đầu lại nhỉ. Yeah. Tâm cũng bụng rồi. Nhưng mà cũng chảy không được. Nghe đồn, nghe đồn người yêu tập bụng hắn người yêu. Mai mốt tôi xích phát rồi, đừng lúc đó đừng ghiền nghe. Trời ơi, xích phát luôn, lúc đó đi tính. Ông hỏi, thì em tưởng là kinh đồn nặng thiệt, cho nên em mới lẹ lẹ đây xuống rồi em ổn xuống dưới. Hỏi dù vậy ta, anh đang tập bụng. Có thiệt không mày? Có thiệt không mày? Chẳng này giờ dưới mới tình tập bãi mà. Bự quá. Bự quá. Mười một giờ ăn ngủ giấc 2 giờ ăn ngon nha. Ngủ giấc anh bị cách nắm giọng anh 8 bệnh luôn. 2 giờ 4 giờ đói giờ nào thức dậy ăn. Ủa đâu phải mình ăn mà cái bụng mình bự đâu, mình lại thì nó đâu bự bảy không à. Sao bây giờ anh nói anh hối hận cái lúc bụng còn nhỏ không chịu tập cho nó tăng, bây giờ bụng nó bự. Tập nó khó. Ôi giời, người ta tập 6 múi, 8 múi đây, tập có múi đưa ra không phải đặt khoe. Đây chưa khoe thôi. Đâu cần khoe đâu, tự khắc ra đấy. Chỉ có anh thương, nãy em nói chỉ có anh thương em nhất thôi. Ai cũng bỏ. Cái cún con của anh. Em là cháu ghẻ. Cún con là chi? Con cún là cái chó con này, cái chó ấy. Con chó con mà còn trẻ. Nghe là vì mấy cái này thôi. Chứ còn thật sự là em cũng thương anh Chi lắm, bởi vì anh ghẻ chồng em đúng không? Anh bảo chị Linh là em phải kiếm người nào chứ em đang còn chị và anh làm kỳ quá. Người anh đều thật đấy, anh ngồi đây từ sáng tới tối, thằng nào nó dám vô. Còn chị Linh đang ngồi trên kia, cái tì ở trong phòng, đến đây dám vào. Vào đi rồi biết. Cứ vào đi rồi biết. Sao vào được. Bây giờ cho dù mấy người này tàn hình hết cũng chả ai dám vô. Vô nguyên vẹn mà ra không còn xương, còn gì chỉ còn bộ xương. Vô cửa gặp chỉ cái tì thôi rồi. Dạ. Văng trở ra đúng không? Đi về sau. Em làm gì đó vậy? Em có biết làm gì đó đâu chị. Em làm gì có tâm. Ừ mà làm gì mà người ta sợ tao. Dễ thương quá mà, tao hiền quá mà, dễ thương quá mà, có đúng không? Không đúng thế nào? Có đúng không người yêu? Dễ thương có đúng không? Đúng. Dễ thương. Hiền có đúng không? Thương không có dễ. Dễ thương ok luôn. Sắp tháng 6 rồi, sắp vô việc làm rồi. Trời anh có biết hồi nãy con Tâm nó kêu em đào cái hố. Đào cái hố để nuôi con gì không anh? Nó kêu em đào cái để nuôi con cá voi. Sắp tới rồi còn mấy ngày nữa. Cá coi. Cá voi. Cá nấm rồi đó. Cá nấm rồi đó. Cá nấm rồi. Sống lắm luôn đấy. 1-9-1-10 Làm gì thế cháu, làm gì thế cháu mà. Đào ao cái thôi cá coi. Ủa không có việc. Nhưng mà chị Hằng chỉ gửi hai anh cá voi. Cũng đào ao nuôi cá hả? Ừ. Tại vì hôm bữa nữa. Đây. Bạc sẻn. Đào xong rồi. Người ta đắp đất hoặc người ta xây xi măng còn chị ta cũng đào gần gần mấy cái xốp á. Đâu đó. Có không đào gần gần đây nè, đừng có đào xa quá. Chi vậy? Đây nhảy xuống khỏi đào. Em nhảy xuống là tự nhiên nó có cái lỗ rồi. Ý đó là vậy. Nhảy lâu quá. Em không hiểu chị dịch chưa? Chết chưa? Giống như là cái bà mập á, bà nhảy vô cái hồ nước nó không còn đứng đâu. Em mập dữ đâu, trời em đâu có mập đấy. Mấy nãy giờ ai nói, mày không có vậy thôi. Em đâu có mập đến cỡ đó đâu, chị chỉ nói là cái người mập thôi. Nhưng mà không nên nuôi cá coi, bà nhảy vô cái cá coi chết hết. Nãy giờ mọi người cười không sao, nghe Mỹ cười cái là tự nhiên đến sao đâu á. Mỹ cười là cái Mỹ. Chơi với quá ngày đang uống này nè. Được.
cười làm sao cho nó ấm vô cái tiền cười vẫn cái tiền chưa uống kìa.